là quen thức này có mình, nó sẽ ba chế độ ở đây. Mình thử đúng không? Mình chỉ sử dụng khi mà khởi động á, giữa thôi, không phải là cả quá trình. Cái khởi động xe á, cái tắt côn, đây là côn, còn đây là cái đầu. Bắt đi vào chân mình á, là ở đây là tổng tiến đi, thì sẽ sử dụng cánh chân để mình. Nhưng mà mình ở ghế cái phòng cua á, nó không có màn bảo vệ nên rất là nóng. Nè, đạp trước đi, cái đạp trước, rồi, như thế này. Để khởi động xe, nắm sát côn vào. Đề. Đó, xe đây nữa không? Và ở đây nó đang để sẵn là số 1 rồi. Đây là số 1 rồi. Anh để dưới đây. Để lên xe mình. Khi mà mình đạp nó xuống xe này á, đạp nó xuống, đó là số 1. Đạp thử đi. Đó. Càng lên thế này. Lên cái mọc khóc đó, càng là từ chỉ độ này thôi. Qua cái vòng đó quay lại. Đánh vòng tròn cái bánh. Chưa cần vô hình đâu. Mà mình chủ yếu là mình để quen cái đánh lái thôi, đánh liên tục, sau đó mình sẽ đổ một hướng này tầm 15 phút 20 phút cứ chạy đi, anh thấy ổn rồi anh sẽ cho vô hành luôn. Rồi nghe máy cho nó quen con trước. Con này quen con. Khi nào mà cần qua cua này mình mới giảm tốc lại này, đạp thấy nhẹ thôi. Rồi cho chạy đi. Và thắng lại nhẹ.